Chồng đổ xăng đốt tiệm spa khiến vợ nguy kịch. Người chồng 43 tuổi ở Thanh Hóa đổ xăng đốt tiệm spa mới khai trương của vợ. Vụ việc khiến cả hai bị bỏng. Tối ngày 11 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết địa phương xảy ra vụ việc chồng mang xăng đến đốt tiệm spa của vợ. Người chồng tên Lưu Ngọc Toàn, 43 tuổi. Khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, ông này mang theo can xăng đến tiệm spa của người vợ 41 tuổi. Tại đây, ông này tưới xăng lên nền nhà, đuổi mọi người xung quanh đi rồi châm lửa đốt. Vụ việc khiến ông Toàn và vợ bị bỏng. Họ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Lãnh đạo bệnh viện cho hai người vợ bị bỏng nặng 90% cơ thể, hôn mê và đang được hồi sức thở máy, tình trạng nguy kịch. Người chồng bị bỏng nhẹ hơn, độ 2,3 tại vị trí chân, tay với diện tích 20%, sức khỏe tạm ổn định. Cùng ngày, công an đã đến khám nghiệm hiện trường, làm việc với nhân chứng để điều tra. Theo chính quyền, nạn nhân quê xã Mỹ Lộc, Hậu Lộc. Bà này thuê nhà ở xã Hoa Lộc mở spa và mới khai trương cách đây một tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.